Nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, được thiên nhiên ưu ái và sự tạo hóa thần kỳ đã hình thành nên một dòng thác mềm mại như một dải lụa trắng vắt ngang giữa rừng xanh bát ngát với dòng nước trong xanh ngọc ngà mát mẻ, rất thích hợp để cho các bạn trẻ cũng như tất cả mọi người yêu thiên nhiên, yêu dòng chảy của nước đến ngắm nhìn và khám phá. Hôm nay, tôi mình nỗi sẽ đưa mọi người đến với một thiên đường giữa chốn rừng xanh để cùng khám phá những điều thú vị đang ở trước mắt chúng ta nhé. Ok, hãy cùng theo chân của Tốp Miền Núi nào. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trong kênh của Tốp Miền Núi. Ở cái video đằng trước, đợt trước thì mình sẽ đã dẫn mọi người đi khám phá cái khu hang động Nà Tan nằm ở tại thôn Xuân Thượng của xã Đức Xuân. Hiện hôm nhưng ở cái video này mình sẽ không dẫn mọi người đi khám phá khu hang động đấy nữa. Mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá một cái danh thắng cấp quốc gia mới được công nhận năm 2019 này. Đó chính là cái khu du lịch danh thắng quốc gia thác Nạm Tộng. Vâng, ở cái khu vực thác này thì ở trên cao mọi người sẽ nhìn thấy cái khu thác đấy là như kiểu mà một cái dải lụa trắng rất là mềm mại mọi người ạ. Còn mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái khu vực thác này. Thì thác được nằm tại thôn Nạm Tộng, xã Đức Xuân của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Thì cái khu danh thắng này là nằm trong 23 quần thể danh lam thắng cảnh quốc gia mới được công nhận. Thì Hà Giang là có một cái khu danh thắng công nhận vào năm 2019, đó chính là cái khu danh thắng này, khu danh thắng quốc gia thác Nạm Tộng. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá xem khu danh thắng này có điều gì đẹp và thú vị mà được nhà nước Việt Nam mình công nhận là cái khu danh thắng nhá. Nói chung là một tí mình sẽ đi mà mình quay hết tất cả mọi chi tiết nhất cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ là cái đường đi, con đường này là con đường mòn thứ hai, còn một con đường nữa ở bên trên là đi vào khu đầu thác, ở bên trên thác đấy mọi người. Ở đây là ở chân thác nha mọi người nhé. Thì mình với thằng em trai mình đi. Thằng em trai mình rất là béo, còn mình rất là gầy. Cũng sắp đến thác rồi mọi người nhé. Bây giờ mình xin phép được quay camera về đằng trước để mình giới thiệu cho nó rõ hơn nhé mọi người nhé. Đây chính là con đường mà dẫn vào thác. Cái thác nước Nạm Tộng này nhé. Hôm nay không biết là có nhiều người đến tắm không, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đã nghe thấy tiếng rất là nhiều người ở trong cái khu vực này rồi. Đó. Ở xa xa mọi người đã nhìn thấy rồi không? Mình sẽ giới thiệu sơ qua thì cái khu vực thác này thì nó có ở bên dưới chân thác, tí nữa mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Chân thác thì có rất là nhiều hồ nước nha mọi người nhé. Hôm nay cũng khá ít người rồi, mình dầm nhìn từ xa thì cũng khá ít người rồi. Không có nhiều người mấy. Chào người ấy à? Ủa, người đến lâu chưa? Lâu, vừa đến anh ơi. Vâng, đây chính là cái khu mà danh thắng quốc gia mà mình vừa nói cho mọi người biết nhé. Ở cái phía chân thác này thì có rất là nhiều hồ nước. Nó có diện tích từ 100 đến 200 mét vuông và có độ sâu từ 1 mét đến 5 mét cho mọi người. Ở cái khu biển hiệu ở đâu nhỉ? Đợt trước thì có mấy cái khu biển hiệu ở đây nhưng mà bây giờ là không còn nữa. Đấy mọi người, đây chính là những cái hồ nước mà rất là trong veo luôn. Nhìn nó rất là trong xanh. Mấy cái làn nước trắng tinh.
được chảy từ cái khu rừng nguyên sinh, được bắt nguồn từ ở Khâu Đen, suối Khâu Đen nhé mọi người. Vâng, thông cảm nhé mọi người, lúc đấy mình bị vướng một vấn đề, một ít vấn đề. Giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Mình đang nói đến cái khu vực thác này là được chảy nước, được chảy từ cái rừng nguyên sinh ở bên thôn Xuân Mới ấy. Cái suối Khâu Đen kết hợp cũng với lại nhiều dòng chảy khác thì nó đã tạo thành cái con suối này. Nó được cấu tạo rất là nhiều đá và cái quá trình chia cắt của địa hình ấy, nó tạo thành cái con thác nó này rất là đẹp. Bên cạnh, bên xung quanh ấy, thì nó được bao phủ bởi cái rừng nguyên sinh mọi người ạ. Ở giữa là cái thác, ở bên kia thì nó được bao phủ bởi cái ruộng bậc thang của người dân. Mình ở trên này mình sẽ quay lại ở dưới này cho mọi người xem. Anh Sĩ ơi! Mọi người nhìn thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên và mình vừa đi vừa nói cho mọi người biết nhé. Cái chỗ đẹp nhất là ở cái chỗ này mọi người. Hả? Ở đây thì có. Chào mấy bạn nhé. Đã vào kênh của anh nhá. Ôi. Sang ngoài đám kia anh chụp bức ảnh á. Đây chính là cái khu đẹp nhất ở trong cái khu vực thác Nạp Tộng này nhá. Ở khu vực này thì nó hội tụ chọn lại cái số con suối mà chảy kết hợp ở đây ấy. Thì nó tạo thành một cái dòng chảy rất là đẹp luôn mọi người ạ. Hôm nay cũng khá là ít người, không có nhiều người mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ lên trên cái khu vực ở trên nhá. Khu vực ở trên thì nó cũng không có gì thú vị cả. Ở bên trên thì nó được cấu tạo, nó là một cái hồ nước, người ta gọi là hồ tiên. Cái hồ tiên này thì được có diện tích khoảng 400 m² và có độ sâu từ 5 đến 10 m. Và đây chính là cái lối mòn mà mình sẽ dẫn mọi người đi thăm, lên thăm cái hồ tiên nhé mọi người. Cái hồ tiên thì như mình đã giới thiệu thì nó rộng khoảng 400 m² và ở trong cái khu vực hồ đấy thì có rất là nhiều loại cá sinh sống nhé. Đặc biệt thì nó có một loài cá ở đây dân địa phương cho gọi là loại cá độc nhất vô nhị, đó chính là cá đắng. Cá đắng thì thường được người dân đánh bắt ở cái khu vực suối nhỏ thôi. Còn ở cái khu vực danh thắng này thì bị cấm rồi mọi người nhé. Đây chính là cái con đường mòn mà dẫn mọi người đi lên cái hồ tiên. Với lại là có một cái hang động Nạm Tộng, hang động thác cái danh thắng này mọi người nhé. Vâng, đây là cái khu vực mà mình nhìn từ trên cao nhá. Mình quay cái cam thường mà mình nhìn từ trên cao đi xuống bên phía bên dưới kia nhá mọi người nhá. Còn ở trên cái hình ảnh của flycam ấy thì là
Mọi người sẽ nhìn thấy cái dòng thác này như kiểu một dải lụa trắng rất là mềm mại ấy mọi người. Ở phía bên trên, đây chính là con đường mà dẫn vào cái hồ tiên mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi khám phá cái hồ tiên đấy, xem cái hồ tiên đấy có đúng với lại cái sự thật mà 400m² và có độ sâu từ 5 đến 10m thì mình không dám khẳng định. Nhưng mà đi xem và khám phá mọi người sẽ tự nhìn thấy ở trong video này. Mọi người hãy tự đánh giá. Mọi người thấy thác này đẹp hay không thì mọi người hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên ấn nút đăng ký và ấn vào nút chuông bên cạnh để tạo động lực cho mình để mình làm những cái video tiếp theo cho mọi người cùng xem nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video của mình đến cái giây phút này. À, đây chính là cái góc quay ở bên đầu hồ tiên nhé mọi người. Nó trải dài từ đây đi vào tít ở trong kia, còn một cái ngã rẽ ở bên trong kia nữa. Mình thì con đường nó đi rất là gập ghềnh mọi người ạ. Mình sẽ từ từ đi để cho để mọi người sẽ nhìn hết cái khu vực hồ tiên này nhá. Cái mùa này thì nước nó chưa to mọi người ạ, thì nó vẫn còn khá là nông nha mọi người, thì nó vẫn chưa được với lại cái khu này, khu danh thắng này vẫn chưa được khai thác hết tầm của nó, thì cái sự vượt trội của nó sẽ chưa chứng minh được cái sự vượt trội của nó trong cái khu du lịch. Để mà nói về cái khu du lịch danh thắng quốc gia người ta đã công nhận đấy, thì đầu tiên nhất phải có sự đầu tư và quản lý của nhất là của cấp nhà nước thì nó mới được hoàn thiện và nó sẽ lột xác hoàn toàn so với hiện tại mà tự nhiên và con người người ta tác động vào ấy mọi người. Đây nha mọi người, ở phía bên trên kia nữa, kia là mấy gốc cọ với lại cái khóm mai, mấy khóm mai nữa. Nhà mình xin phép thì mình cũng chỉ quay ở tầm này thôi, còn ở phía bên trên kia thì nó chỉ là một cái dòng chảy thôi, còn lúc nào cái mùa nước lũ thì nó sẽ là một cái khu vực hồ rộng mênh mông luôn mọi người ạ. Đợt trước nó mới được công nhận ở đây là danh thắng quốc gia thì là đã được tổ chức cuộc thi bè mọi người ạ. Lúc đấy thì cái mực nước của nó rất là sâu, còn hiện tại thì nó chưa được sự đầu tư với lại chưa khai thác của hết tầm của cái cuộc của dịch vụ du lịch, nên là cái hồ nước này nó chỉ được như vậy thôi. Con, phải tấm ảnh nhá.